Ok, hello và xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Lee nha. Thì bây giờ lần trước tôi đã leo được cây MB40 rồi, mà cái đó tôi leo chưa xong nữa thì tôi sẽ làm phần sau nữa nha. Thì trong quá trình leo á, anh thích những skin sống nào hay là thích tôi leo những con sống nào á thì comment phía bên dưới, tôi sẽ chọn ra những comment mình nhiều like và nhiều người bạn thích nhất á thì tôi sẽ làm những con sống đó nha. Đây là những điểm 1014 của tôi nè. Hôm nay tôi sẽ làm khẩu M1014 nha. Và khẩu M1014 lần này tôi cầm theo đó chính là skin M1014 chiến tranh. Đấy thì ok, giờ tôi sẽ bắt đầu trận đầu tiên nha. Ok, let's go. Đây rồi, tôi nhảy vòng xanh, tôi nhảy trễ hơn tụi nó anh em. Tôi nhảy sao ấy, tôi bật máy quay nên tôi nhảy chậm hơn tụi nó mất tiêu rồi. Đấy, địch nó xuống quá trời luôn rồi, nó lượm súng nó bắn nhau quá trời nè. Đấy, nó bắn nhau anh em. Bây giờ tôi lấy súng, tôi có súng mà tôi lên tôi bắn liền nha. Ui rồi nó mang cái con chạy chậm, nó bắn nóc nhau, tôi chạy chậm luôn. Đấy, bật cái chế độ phản lượng này. Ui đông. Nóc một này, ui rồi. Từng kia yếu rồi. Ai để tôi gặp tôi. Con. Ui sao cái này yếu nha. Ui rồi, bao nhiêu cũng chết luôn, ngồi xuống bán anh em. Anh em mình đánh chân keo á, anh em ngồi là nó không bán được luôn anh em. Khó bán lắm. Anh em ngồi xuống một gần nhau, anh em ngồi xuống là bao nhiêu. Ui một máu luôn. Càng để tôi gặp nó, tôi kiếm máu á. Tôi gần có máu nha. Ok nó con này. Cái cây chua vui này á, tôi nó mạnh lắm anh em. Nó mạnh mà tôi không biết bán ấy. Tôi bán mẹ luôn ấy. Thì thường tôi bán là chỉ có bán sọc he này với lại mà một phòng bốn thôi. Chứ còn cái khẩu trôi vui nó bán kiểu gì á, nó bán đà ba viên tôi bán không quen anh em à. Nhưng mà cái đó nghe người ta đó là mạnh lắm ấy. Ôi dồi anh em thấy gì không? Anh em thấy mới trên bản kêu cái tên gì không em? Toàn tích một vô đối luôn. Không biết riêng với là pha ca nữa mà tôi thấy toàn tích một vô đối mới trên bản kêu cả anh em. Đấy, giờ tôi mới để ý luôn ấy. Giờ tôi nút xong vòng xanh rồi tôi đi mua ít đồ nha, giữa khu này hết người rồi ấy. Nãy đầu game tôi thấy bốn người hay là mấy người vậy tôi không nhớ nữa. Và những bán nhà hết rồi, giờ tôi sẽ đi mua đồ và qua khu mới nha. Tôi đi máy bán hàng chứ. Có tủ lạnh á, có người luôn. Thì tôi cầm sumo 1014 bán cho nó có điểm nha. Ôi nó chạy nhanh quá, tôi khỏi luôn, giúp trong luôn này. Đấy. Thì cây 1014 này bán tầm gần thôi anh em. Nhưng mà năng lên 3 chip ấy, nó bán cực kỳ xa luôn. Chứ còn mà không có chip bán đúng gần luôn. Cảm giác của Lì bán ngon nhất là khẩu khe chip nha. Thì chip bán cái tâm nó đậm lắm em. Còn ba chip thì tâm nó kiểu như nó ghim xa đậm, nó nhỏ nhỏ, cái tâm nó nhỏ lại ấy. Bán cũng sướng luôn. Biết đó là do cảm nhận của Lì thôi nha. Chứ còn thực tế mới có người bán Lì nè. Mày bán lén nè. Nãy tôi lên đó tôi tưởng không có người nè, tôi chạy xuống đây luôn. Chứ thì thường tôi chết khô ấy. Mà tôi đi gần đó tôi thấy yên tĩnh. Trên nhà có người luôn. Chạy trước. Còn có 50 máu à. Không biết cái giấy liền không ta. Để liền nghe tiếng chân á. Không, nó không giấy, nó không giấy ở trong nhà. Để liền hồi máu xong đi vô thì chơi nó luôn nha. Đấy, vô luôn nè. Đấy, mày nè. Mơ với một one shot luôn nha. Đấy, đánh cá bao anh em. Đấy, hát cái chọc luôn. Đấy, giờ tôi sẽ đi nút đồ và kiếm người tiếp nha. Nhưng trên khu kia là chỉ có một thằng đó thôi. Nãy tôi đi ngang qua, tôi định vô khu đó rồi. Mà tôi thấy yên tĩnh quá, tôi chạy xuống đây tôi kiếm người luôn ấy. Tôi chơi là tôi sẽ đi kiếm mà kiếm nhiều khiêu nhất có thể cho anh em xem cho nó hấp dẫn ấy. Thì còn bình thường tôi ít chơi nấp ranh lắm anh em. Tôi chia sẻ những cách mà tôi chơi game ấy. Giờ tôi sẽ đi bể phán qua khu mới nha. Nên tôi sẽ đi qua khu quầy vành bo rồi. Chứ còn vô giữa là dễ bị kẹp lắm chứ lẹ. Thì từ vô giữa là anh em ít có người thường leo ranh ở quầy bo thôi. Có người luôn. Ok nóc luôn nè. X18 này là khẩu súng trường tôi khoái nhất nha. Bản cái này là hát cái chọt luôn. Đây còn người. Ok nóc luôn nè. Đấy, để vào đặng và vào đầu luôn anh em, xịn không? Đấy, anh em thích những video mà tôi bình luận á thì anh em like và đăng ký để ủng hộ tôi nha. Nếu như có người anh em ủng hộ tôi á, tôi có động lực hơn làm hơn ấy. Còn những video mà anh em không thích thì tôi làm cũng đâu chai ai xem thôi đúng không anh em? Không là tôi làm xong tôi xem lại một mình tôi. Đấy. Đấy, giờ tôi nút đồ xong rồi tôi cũng đi kiếm người tiếp luôn. Đi vô máy văn hàng tôi mua ít đồ á. Ấy mà nhìn như cái map đền thờ này anh em, chỗ mấy cái nhà nhỏ nhỏ này là anh em không giờ nhảy được cửa sổ luôn, anh em phải bò lên nhảy lên rồi anh em chui ra ấy. Đấy, từ đầu tiên tôi mua giáp mũ trước nè. Từ cái map văn hồng giờ tôi không biết mua gì luôn, ngoài mua chip để tôi mua cái bình hit với lại cái phụ kiện ngủ ấy. Đấy rồi tôi mua luôn máy quét luôn. Tôi thở tôi chết thấy còn ha, còn tem nó không nha. Thường tem nãy tôi bán có hai người à, còn hai người nữa tem nó đâu ấy. Đấy hồi sinh bên trẻ luôn mà tôi định bay vô khu dân cư nha. Bây giờ chạy qua vẻ luôn thì cũng hơi ấy mà tôi không đi luôn, tôi bay vô khu dân cư tôi kiếm người luôn nha. Khu dân cư thì thường dễ có người hơn ấy, ai có người luôn. Ê đông, hình như đông lắm anh em à. Ui dồi ôi, đâu rồi. Mày này con lợn mũ ba giáp heo này. Mày không mặc đồ, mày giả bốt à. Ui dồi ôi, bót gì dương á sao hả trời. Nguyên tem bót không, cái gì mặc cũng được bót hết luôn. Ê,
ui bóp lại keo dữ vậy trời. À còn một thằng này đà luôn ấy hát cái sọt luôn, vẫn cái sọt nha. Rồi tôi đi kiếm thì nay tôi bán tiếp thằng cuối rồi ta này. Ai rồi full đỏ luôn, hát cái sọt luôn, bán một teo luôn anh em, 4 thằng luôn đầu tiên nó trừ hết ra luôn anh em. Ấy giờ tôi sẽ đi quét luôn. Ui giời, quét người ta. Thôi giờ tôi sẽ đi kiếm chút đồ xong tôi đi khu khác tiếp nha. Hôm nay chắc mỗi team là mình, mỗi khu là một team rồi ấy. Tôi bán đầu game là tôi bán khu gì ta, khu trên kia là khu gì tôi không biết nữa, khu vùng xanh đi. Xong cái tôi xuống đền thờ, bây giờ tôi xuống khu dân cư luôn là sạch luôn ấy. À, khu đấu trường chứ, tôi quét hết bên đó rồi, giờ tôi bay vô khu dân cư tôi quét chắc bên đảo bên này là hết người luôn rồi ấy. Giờ tôi sẽ đi kiếm xa và qua đảo khác nha. Giờ chắc tôi lên tôi kiếm xa là tôi bay lên khu lạc dầu ấy, khu lạc dầu giữa map giữa các người rồi đấy. Đấy, giờ tôi sẽ lên khu lạc dầu trước nha. Đấy, nãy tôi đi xa, dục xa dưới rồi anh em, xem tôi bán mấy cái gì ta. Cái móc xịt, có người luôn. Ui, đông, nó nhỏ lên chim luôn rồi, bên đất 1 này. Full đỏ luôn nha anh em, tôi bán X8 này auto vô đầu luôn. Rồi, tôi giờ tôi bay qua, tôi bán luôn nha, nắp 1 qua thằng kia, chắc chắn đi cứu thằng kia rồi. Ui, tôi hồi cái giáp cho nó chất lượng nên chắc chắn. Tôi bay lên này, ui, nó tí như chết luôn anh em. Thằng ấy đứng ở trên nó bán dĩa sọt hơn á. Nó trên lâu rùi nó ghim đầu. Ê, tí to rồi bộ nó lên cover rồi anh em. Bây giờ tôi sẽ đi vừa chạy vừa quấn cái bình hit nha. Quấn cái bình scare chứ. Mấy thằng bỏ tôi nó hay kêu bình scare chứ tôi kêu là bình hit. Lâu tôi kêu bình scare luôn. Đấy tôi hồi máu hả. Đấy, đây là video lần thứ 3 tôi bình luận rồi. Chắc tôi bình luận nên tôi sao đỡ hơn rồi nha anh em. Anh em thích những video bình luận. Ê, có người luôn. Những cái tem nãy luôn, hai thằng luôn anh em. Nói vô hai thằng luôn, tôi không dám vô, tôi ráng rồi. Tôi ráng còn sao, với tôi kiếm góc tôi xử lý mấy thằng này. Ấy, yếu rồi này. Dĩ luôn. Ủa mấy thằng biết ca ngược luôn, rồi biết chơi rồi, chơi dữ rồi. Đấy, này có kinh nghiệm chơi game rồi anh em. Bình thường anh em, kinh nghiệm chơi game kỳ vậy. Cái con thằng này đè nóc luôn rồi nha. Nếu pha đến gần quá, tôi đè luôn cho nó nhanh anh em. Chứ tôi cố gắng quanh sọt, tôi ẩu là tôi chết luôn ấy. Tôi ẩu là đàn anh nó bán hàng hên chết tôi luôn bây giờ. Đấy, có nhiều pha tôi ẩu lắm nên tôi ẩu kiểu như tôi kiếm highlight những pha đẹp mát full máu đỏ cho anh em xem ấy. Tôi đứng nghiêm tôi quanh sóng nó cái nó bán hàng hên chết tôi luôn. Ai nó bay luôn rồi, thằng cuối bay luôn, ôi giời nó bay luôn rồi nhanh quá. Nhắm bán luôn này. Anh bay không bán được, không bán kịp luôn anh em. Tôi sẽ bay rồi hướng khác để đánh lừa nó nha. Bay hướng khác mà đi hướng khác. Ấy. Bay hướng khác không bay theo luôn rồi. Ui giời. To rồi. Gặp nó luôn rồi. Đang bán nhanh nha. Mày nóc luôn mày. Tôi bay hướng kia mà xin nó bay ra đây giờ. Tôi chỉnh ở hướng khác để bác bèn hay là kiểu như tôi đi gì đó lên. Ok hát cái chọt luôn. Đã trên đồi mà tôi bán cái chọt mất luôn rồi. Như trên đất có bồ nữa nên mà nó cứu hết trơn rồi thôi. Đã tôi đang bay qua đây này tôi thấy nó bán quá trời bán luôn. À dưới đây nữa giờ tôi đứng rồi tôi ca gác tôi đẹp rồi anh em. À có người. Nóc luôn nóc ngọt luôn. Trên đồi nó cứu thằng kia rồi anh em. Giờ tôi đi gặp trên sợi chúng ta ở đây. Đấy, tụi 16, 15 kill này, tôi kiếm nhiều kill nhất nha. 15 kill, còn 16, 15 la, có người chạy bo luôn. Thấy nó tôi là đẹp nhất không mà mấy tôi ngồi trong bo tôi bán hết luôn. Mà tôi bán tôi la, tôi cũng không sợ anh em, sợ đằng sau lưng ấy. Ok, nóc luôn hai này. Gặp cái này. Đấy, tôi bay vô gấp này cũng được nha. Đấy, bay qua kill mà nó bị lõng, bay qua đây cũng được luôn. Bay này có góc trong bo đẹp. Trên đồi còn. Trên đồi hai thằng luôn nha. Đấy, giờ tôi đứng này tôi cao chứ giờ tôi lên trở lại tôi cũng hoài bo ao bo rồi. À, giờ tôi sẽ đi xuống luôn nha. Ê, không bán được. Bao thua, lái xa dưới tôi, nó dí tôi luôn. Nó này giữ rồi. Thì tôi sẽ đi kiếm góc cái nhà để tôi nói trên đồi ấy. Tôi nói trên đồi, nó bán xuống dễ vô đầu tôi lắm anh em. Thường thường đứng trên đồi, bán xuống lâu lâu có ăn hơn, bán dễ vô đầu chết luôn ấy. Tôi sẽ bán kỹ xuống nhà đón lái top 1 cho mọi người nha. Ai có người không? Ôi, người này yếu, đúng yếu luôn. Người này nữa nó luôn, tôi thở rồi, nó cũng chết nữa nè. Ai trong nhà còn luôn, Mà như tên này, tên trên đồi xuống nè. Đấy, thì tôi sẽ đi móc rồi bán nó luôn nha. Đấy, ủi thằng kia chết bo luôn. Đúng, nó có chiếc xe Lamborghini Ducati gì luôn rồi. Nào. Bán đồ, ok, nóc luôn. Yếu không chịu một máu đi, bán trên đồi cha. Ôi, không phải, nó hết máu rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ thỏa máy quét luôn nha. Bo này cực kỳ nhỏ luôn rồi. Thì tôi sẽ đi lên đồi nha. Tôi đi lên đồi, tôi đi lặng nha. Tôi bay cái đây là siêu nhìn nhện nha. Cái đây là cái móc siêu nhìn nhện, tôi bay lên luôn. Bay lên luôn cho nó lẹ. Đấy, trên đồi có người bán nhau luôn mà nó không ca tôi ấy. Nó đi chút hướng khác rồi ấy. Chứ nó đứng nó ca tôi thì tôi lên không được luôn ấy. Đấy, nên là anh em lên, anh em từ dưới đồi lên, anh em cẩn thận chứ nha. Đây, có người luôn. Rồi, nó rồi. Ai, nó ngồi rồi. Nghỉ cho nó mày đi đầu xong luôn nha, mình kiếm kêu rồi.
mà chín kêu còn chín hàng luôn, tôi sẽ lấy đó, lấy nhiều kêu nhất cho anh em luôn nha. À, tụi ba là tôi kiếm ai, tôi đi kiếm người luôn anh em. Thường thường cuối ba là quẩy luôn anh em, mà cuối ba là ít sợ bán lén hơn ấy, anh em chỉ biết địch nó dồn lại một chỗ thôi ấy. Đây rồi, đây bán nhau dưới này rồi, bán nhau dưới này rồi. Ôi mất hết kêu rồi, rồi đâu rồi ai mà ok một kêu này anh em, có người có sao luôn, ok ly luôn. Trời, bán ra đạn là hát có chọt luôn anh em. X18 bán sướng thiệt chứ. Hay là anh em thích tôi làm hành trình leo leo tốt X18 không nhỉ? X18 tôi cầm 2 cây X18 tôi bán luôn, bán hết móc luôn thử qua. Lên được tốt xịn tốt mà tốt tỉnh trước nha. Tôi sẽ leo lên tốt tỉnh trước tôi, rồi xong anh em thích thích những video của tôi tôi sẽ leo lên tốt Việt Nam cho nó oai luôn nha anh em. Đấy, tôi có thời gian tôi chơi mắt lớn là dễ lắm, tôi chơi mắt lớn cũng được mà. Đấy. Rồi, hình như còn T4 luôn đây mà. Hình như nó lên nó kiếm tôi nè. Đồ xịn luôn, giấc luôn, tôi khoái mấy thằng đồ xịn lắm anh em. Bắn cái nó càng một này, ok, nắp luôn nha. Rồi, tôi tập bá diễn luôn. Đấy, hai kill mà còn 3 thằng tôi sẽ lấy kiếm được đó, kiếm ít nhất kill này là 25 kill nha. Đấy, trận này ít nhất tôi sẽ kiếm được 25 kill, trận này T4 sao ấy. T4 thì nó giống công tôi nhờ. Đâu rồi, bắn nhầm phải không hả? Tên me, chỉ đang tốt qua rồi. Ok, nắp luôn này. Gần tôi dưới thằng tôi đã nó kết. Ok, còn hai thằng luôn. Đấy, tôi bà xuống tôi bán luôn nha. Đấy, tôi mất kêu của lì rồi. Đấy, giờ thằng cuối lì sẽ cố bán one shot luôn nha. Rồi. One shot này, ui rồi, dần cả hẹ trời. Đi xuống bắt lại nha. Mày, ủa, gì đấy? Cám cờ mày luôn này. Đấy, ủng hồ xanh. Hồi xanh, ok liền nha. Ok, giờ tôi sang đi qua trận mới nha. Đây, trận mới rồi. Đáp dụ xuống là có lúa luôn. Nói đáp dụ xuống có người bán luôn đã bên đây. Tôi thích nhất là đánh đầu game luôn. Có súng một cái súng nào người có khu đã bên đây. Nắp này nắp ba luôn nè. Đấy, còn thằng cuối giống như trò rồi. Giờ tôi sẽ bật nhám biến hồ không, bật nhám lên ca luôn nha. Đấy, biến hồ không thì nó không ghim tâm mình được cái mà mình ca nó được đúng đã là giống CR7 hồi lâu ấy. CR7 hồi lâu anh em là đứng chân CR7 anh em bán ra ngoài địch không bán vô được đúng đã luôn mọi giữa phía rồi. Đấy, giờ tôi sẽ công lên clear luôn nha. Anh tìm nó nóc bờ thì còn nó ba ủa chụp bôn luôn á cái sao ủa sao chưa lia đó tôi nóc 4 rồi mà đúng rồi thằng kia tôi đã rồi thằng kia tâm đã rồi thằng chính trò tâm đã rồi hiện tại là tôi đang đi đua solo sầu quá đây để tôi chơi một mình chán quá tôi mời thằng bạn tôi vô chơi cho nó vui nha thằng bạn tôi thấy đầu game mà nó thấy nó tà tạ rồi đó chưa gì nó có chơi rồi mới đầu game nó bắt tôi đi bó một fan đi kiếm sâu cứu nó rồi giờ tôi sẽ đi kiếm sâu cứu nó nha. Bạn tôi thì cũng ở quán nghẻ luôn nha anh em. Mà nó tốt súng sạc, nó bán súng sạc không à. Đấy thì nó cũng đi bán rẻ rồi. Nó ai có người có người luôn. Một đầu này thì tôi tới gần tôi bán luôn nha. Đã keo căng luôn, nó yếu rồi. Nào xuống này, ôi dồi, quân đỏ luôn, hát cái chọt luôn. Đấy thì tôi gặp nhờ, tôi lấy xu, kiếm xu thì cứu ha. Đồng đội với tôi nha, Free Fire đồng đội em mà anh em. Đấy giờ tôi sẽ đi vô hồi sinh thằng bảo thủ ha, ở quán nghẻ của tôi nha. Đấy, giờ tại tôi chơi một mình lâu, đổi gió chơi team he cho nó vui anh em à. Ấy nhưng mà tôi sợ chơi team he là đồng đội tôi nó ăn hết kill ấy nên là tôi chơi một mình cho nó nhiều kill. Ấy giờ tôi sẽ đi kiếm người tiếp nha. Ấy hồi sinh luôn, có người hồi sinh luôn, mới nút đồ xong rồi mà thằng nào hồi sinh thế nào như team hồi nãy tôi chưa liều sao nó hồi sinh tiếp rồi. Ôi giời, nó hồi sinh luôn rồi trời, nó hồi sinh tiếp rồi, nhân giống tiếp rồi. Ấy giờ tôi quanh sót tôi kiếm luôn, về tôi rắn quanh sót khẩu này luôn nha. Ôi giời, khỏi ngồi. Ôi bồi nó xuống mà giờ tôi sẽ bán kỹ hơn xíu nha. Chứ lại tạ bồ nó xuống là nó đông hơn, nó khó bán hơn á. Rồi nãy đâu dù xuống này. Bây giờ nó game bị gì anh em mà nhảy dù khó bán bị nóc á. Đấy là giờ tôi sẽ ráng quan sát cả chim cái kiến cho anh em xem nha. Đấy này một thằng nè. Đấy giờ tôi sẽ đi đứng lên tôi chờ bồ nó hồi sinh xuống bán tiếp nha. Đấy ui dù nó hồi sinh hết tem luôn. Giờ tôi sẽ đứng lên và chờ bồ nó tới cứu nha. Đấy nó là cái cách mà tôi chơi highlight ấy. Thì thường tôi làm highlight là tôi đứng im này nè. Tôi nấp một xem tôi chờ bồ nó tới cứu. Tôi giúp bộ tôi đi chỗ khác rồi. Tôi giúp bộ tôi bán nhau. Bộ bán nhau cho nó biết là các tên sót tới á. Đấy, tôi dụ không? Đấy, thế nào nó cũng tới à. Tại nó cứu con bộ nó mà. Đấy, có màu. Ok, nắp luôn nè. Còn nghe. Đâu rồi, lúa về không? Có like rồi. Đấy, thường tôi làm hay like là vậy anh em. Tôi bán nắp một chân, cái tôi đẹp keo, tôi nấp chờ đồng đội nó tới. Đúng rồi, đồng đội đâu rồi? Đây. Đồng đội rồi thôi. Đi cứu nữa rồi, nó đi cứu nữa anh em. Má nó đi cứu rồi. Tên mày nó chơi nhân giống vậy trời. Đây. Cứu này. Ôi giời, đông lắm không? Nóc luôn, còn một thằng nữa. Mày chạy đâu? Đây. Ok, đi luôn trời, 4 thằng luôn, hết 4 thằng, 4 riêng luôn trời.
quá là dữ luôn. Giờ tôi sẽ đi kiếm người tiếp nha. Còn 38 người luôn. Ui, đầu game chính kêu 38 người luôn. Này, ở trong cô gái hết người, em đi vô ngoài nóc một tiếp. Phải nói hết người nên tôi lên vùng xanh tôi kiếm người tiếp nha. Để ở một chỗ ngoài nó cũng không ai có người luôn. Ui, giờ buồn đông quá trời đông luôn em. Ở trên vùng xanh rồi chắc chắn nó giàu luôn, tôi chưa dám đại ẩu anh em à. Vùng xanh là đúng giàu luôn nha. Em giờ tôi sẽ đi hồ máu, tôi quấn máu xíu hả. Giờ tôi sẽ bãi góc qua nha. Chứ đi thẳng lên là nó không được anh em à. Đi thẳng là nó cao góc quá anh em, phải bãi góc khó. Thì tôi hồi máu xíu, tôi hồi máu cho full máu mà. Nhưng tin đồi nó có heo thằng anh em à, nó chia ra heo góc rồi. Thằng thấy heo thằng mọi giờ nó còn một thằng thôi, thằng kia đi đâu rồi. Góc một mà tôi giúp trong chim mới kiếm một viên một thằng không anh em à. Thằng có thằng luôn. Ôi rồi tôi quanh sóc không được rồi. Ôi về nóc luôn. Mà có bán người nóc luôn chứ quanh sóc quá là chờ buồn xuống một cầu người nữa là bán không kịp luôn anh em à. Ok gặp giờ luôn. Như tôi bình luận nhiều, tôi quen thôi, quen lành hơn rồi anh em à. Như tôi 12 kill rồi, tôi đoán kiếm kill này, trận này dễ kiếm kill nha. Trận này tôi 12 kill rồi mà còn 33 thằng luôn. Đấy, nó cứu rồi, ôi rồi, trời trận này nó toàn nhân giống không anh em ơi. Trận này tôi bán mệt nghỉ luôn á, đầu game nãy giờ tôi không được nghỉ giây phút nào luôn á. Tôi bán hết cứ dưới khu chạy chú quay, tôi lên vùng xanh tôi bán tiếp luôn. Có người tôi thấy trên kia có người tiếp rồi. Trên cái mũi tàu tầm ngầm ấy có người tiếp rồi. Tôi lên tôi bán luôn nha. Tôi thấy người là tôi như thấy lúa gì mà anh em, tôi thấy người tôi thích lắm. Kiểu như anh em đi solo sợ quá đó, anh em tập bán người, tập đi sang ấy là kỹ năng anh em lên lắm nha. Còn anh em mà thích bán đầu á thì anh em chủ yếu bán đầu luôn. Kiểu như anh em bán cố bán nhiều chưa đầu á là anh em quen này là nóc luôn nha. Hiện nay nó mới cứu thêm nó dậy này. Đấy, tôi đặt ở lâu trước á, này chắc bán có xu gì luôn á ha. Nó cứu hết bộ nó dậy luôn mà. Để tôi coi thử nó có xu không nha. Phải nào, nó cứu hết bộ nó còn 700 xu luôn, quá là dạo luôn. Nó cứu hết gì còn bắn không 30 người luôn, tôi 13 kêu là bắn không 30 người luôn. Giờ tôi thả ra đây thử mấy thằng bộ nó bay về chỗ nào tôi bán tiếp nha. Nói chẳng là tụi nó bút khiêm cho tôi rồi. Đâu rồi. Đây giờ tôi đi sẽ ra đây kiếm người. Nó bay lên. Ôi giời, nó bay lên ngoài trời. Mấy thằng này nó không thơ cho tôi rồi. Nó muốn diệt cỏ, nó diệt tôi rồi. Thì tôi sẽ diệt cỏ tận gốc thêm khỏi cho nó nhân giống luôn nha anh em. Đây mà chạy à. Anh sợ. Giờ nó biết sợ tôi rồi anh em. Tôi giết hết tên nó luôn, tôi giết ngoài nó sợ tôi rồi. Một mình nó không dám chơi, nó chạy rồi. Đâu rồi. Nhanh đây, ủa. Tôi mới thấy nó chạy xuống đây mà ta. Này, thằng này hay nha, thằng này ẩn thân chi thật à. Tôi bấm em chút nhé. Đâu rồi. Ôi giời, thằng em của tôi nó bán dữ quá. Thằng em BH của ta, nó bán 4 em kill rồi. Đây rồi, tôi 13 kill, nó bán chẳng cho hơn nát map rồi em. Trời này tôi chỉ bán 40-50 kill quá. Có người luôn. Ui rồi nó bán thỉ quá anh em. Nó gấp nó, tôi bán ghim tâm không được nhờ. Ghim tâm mà nó nấp cái đầu vô cái thì nó không có bán được. Còn tôi đứng tôi ca nó để nó ở trên nó bán xuống tôi dễ vô đầu lắm. Giờ tôi sẽ bãi gấu khó nha. Nó bán tôi yếu rồi chắc chắn nó sẽ còng xuống luôn. Tôi tưởng nó yếu nó dễ còng lắm. Tôi qua tôi đổi cái giáp nha. Ừ, giáp này cũng bể luôn rồi. Toan rồi. Ui, sao bông kem tôi đạn nó xa nhờ. Bình thường tôi đạt xa là OB này đạt xa là đạt trên đầu không mà khó chịu cực kỳ luôn. Xuống con thường. Ui ui, phui nhỏ hơn mày xuống con công thầy. Đang mày mày đâu. Thầy là ông trùm máu đỏ. Ui ui, xem đi chứ. Này là ui xuống này giàu thế. Tôi bán gục mấy lần mình nó xuống nó vẫn còn đồ rồi trời. Ủa con người luôn. Ok nó luôn rồi. Trận này tôi bán hết sọ không rồi anh em à. Anh em xem, anh em đón nữa tự giờ đó cứu trận tôi bán được bao nhiêu kêu hết sọ. Đó, còn màu xanh luôn, tên này dài vậy. Tên này nào cũng có cái máy màu xanh luôn rồi. Nó là máy màu xanh, nó là cái kim màu xanh. Cái kim màu xanh. Tôi lâu rồi tôi chơi mất lớn nhiều, tôi quên luôn. Tôi còn chơi tới chiến không à. Tại tới chiến bây giờ chơi hoài nó cũng trắng anh em à. Chơi tới chiến nhiều, bán hết đủ rồi, tôi bán lên thách đấu không rồi. Kiếm trận rất là lâu luôn, nên là tôi chuyển qua mất lớn chơi luôn nha. Tôi mời anh em tất cả để like và đăng ký để tôi biết được anh em thích những video mất lớn là tới chiến của tôi nha. Đấy, thì nhiều tôi mới hồi sinh thằng đệ tử tôi dạy luôn. Thì bọn tôi mình tôi kêu đệ tử không kêu tôi cứu nó hoài mệt luôn rồi nè. Chập thôi chứ thằng bạn đó là bạn tôi người tôi đi bán nhã thì chơi cái đó thì chơi tới giờ luôn nha. Đấy, có người xin luôn nhiều tôi sẽ qua tôi diệt cỏ tiếp nha. Tại sao nãy giờ tôi ở bên đảo bên này không luôn á anh em. Tôi ở từ chạy chú Huy lên cái tàu ngầm tới giờ luôn. Giờ tấm bằng bo he bo ba rồi tôi vẫn còn khu này luôn. Đấy, chưa giới còn 25 chàng mà tôi 15 kill nha. Đấy, giờ tôi đi kiếm người bán tiếp nha. Tôi thấy người tôi khóa lắm. Ủa nó cứu sao đi đâu trời. Ủa má nó cứu xong mà.
ai tôi chắc chắn cái vụ này luôn, cứu xong cái vụ này nó à, có tiếng chân, có tiếng chân, đây cứu sao mà trốn hả, nhân giống sao mà trốn mà chơi con người ta sao đuổi nhở, mày nắp luôn nè, mày giống cứu sao mà trốn, nhân giống sao mà trốn nè. Ai tôi giờ tôi khoái người em mà thấy tôi là hiểu luôn, một là nó sống nha tôi chết, à là một là tôi chết nha nó chết chỉ lệnh chứ nhầm, ai có người luôn 16 kia rồi, ui ha trời, ui mất không, tôi mới bị chết nha anh em, tôi mới đây tôi bị địch cán quá, tay mình cán luôn, hồn nó mà lên tôi dậy á, ai nắp luôn, ui nắp luôn, tôi qua tôi cover nó nè, ai tao dậy, tao nấp chật keo này, alo, cứu, sọt lá, ai cứu thôi, em nó tim, ôi giời ơi, em sợ quá em chạy thay, ôi trời từng bán hồn nó bán hết chỗ luôn rồi, cái chỗ Việt Nam à, nãy giờ tôi bình luận liên tục 20 phút luôn này mà, má tôi bình luận nha, tôi biết tôi sang giờ tôi bệnh luôn, tôi nói tiếng thằng luôn, tôi xem nhẹ tôi thấy nói tiếng thằng nó không não luôn anh em, nó mà không ra tiếng không ra lời luôn, à bây giờ tôi còn 13 thằng nữa nha, tôi với bán hồn nữa còn 11 thằng chứ, rồi tôi 18 kill rồi, à bây giờ tôi sẽ đi hồi máu, tôi nuốt lẹ cái xác luôn nè. Đấy, giờ tôi sẽ đi ra bo nha. Chứ bây giờ ở giữa bo chưa có người đâu. Giờ anh em đi hoài hoành bo ấy là chắc chắn có người luôn. Tại là này chắc chắn ngay chỗ này có người luôn. Từ mấy chỗ này là có diện người vậy. Tại có người luôn. Thấy rồi, tôi bán luôn nha. Ai ngộ có ngộ bả vô lý một khi luôn. Nói chùm bú liếm không. Nè khi luôn trời quá là bú liếm luôn. Trời ơi, bú liếm sao còn giết địch luôn quá dữ luôn hả anh em. Tại tôi em bớt khi luôn rồi. Ok, trận này tôi sẽ kiếm khoảng tầm khoảng không. Quá chùm khi luôn trận này tôi bán 40 khi quá. Thì bán hùng nó có mấy nhiều chiêu rồi hay sao ấy. Ai à, giờ tôi đục keo tôi bán thằng chân này luôn nha. Đấy, tôi lại vừa dụ bài bán luôn. Ôi, giật cái mình luôn nè. Đấy, có pha tầm gần đấy. Tôi mượn bán chết nó là nó bán dĩa vô đầu tôi lắm anh em nè. Đấy, thằng bán hùng nó ăn hết kêu của tôi rồi. Còn chiến hàng mà đi theo mèo kêu để tao. Mà thằng bán hùng nó bán hết trơn rồi anh em à. À, cuối bò giờ nó đi cầm cây chim có kiến hay là cây xe gì á. Đi nó gõ đầu địch không anh em ơi. Để tao vừa tôi đang tranh kill nha. Chứ thì nó bán hết trơn của tôi ấy. Đấy. Sao tính cái đùa là tôi kích nó đi. Rồi nó ăn hết trơn kill của tôi. Rồi nó ăn nữa rồi. Cái thằng quẩn nó ăn hết kill mà vừa tôi đi lạc đặt tôi đi kiếm người nha. Tụi bài ná nó bớt kia đứng gần nó ăn hết kill của anh em à. Đấy tụi bài này tôi kiếm kill nha. Lại thấy người bán ngoài đây nè. Vừa tôi đứng lên tôi ca nha. Trời ơi nó bán nữa. Trời ơi có người vô luôn. Ok hát cái trọt con bật nhám mà cũng hát cái trọt cùng quá đáng cấp rồi. Đâu rồi, 23 kill, chết bo luôn trời, hết kill rồi. Còn cái 5 kill à. Mày bán từ từ thôi phải không ơi. Mày bán hết kill của tôi luôn rồi nè. Ủa giời, còn cái hồi sinh tiếp rồi. Hồi sinh tiếp ngon, có lúa vô rồi. Nó hồi sinh là có kill rồi. Trời ơi, tụi bán ngon, bây giờ cuối bo nó bán ở đây mà. Cuối bo nó bán là cho luôn, cuối bo nó vô, nó cài bo nó bán là cho người ta luôn rồi, hết kill luôn rồi. Trời ơi, nó giành kill của tôi rồi, nó giành kill của tôi nè. Muốn lợi mà dám giành kill của tôi hả? À, tôi đứng tôi ca luôn đào nó ăn luôn rau khốn nạn quá đi à đào anh bật ngửa luôn mày không nó ăn hết kêu của tôi rồi anh em à mới có 23 kêu còn 3 thằng tôi đón kiếm kêu nha rồi tôi đi tôi cuối bò chứ đi cái tranh kêu coi ui không mấy sọt hả sọt mà tranh hộ tôi bén vô đầu sao mà tranh được phải gặp chờ đi mày nó kết của tao đấy 24 kêu rồi 24 kêu là còn mấy thằng này còn 2 thằng thôi thằng này chắc chém top 1 rồi không top 1 tôi xóa FM thượng. Đấy, ok chưa trời mà. Đây. Quá thằng luôn rồi, ok win luôn. Đấy, thì video của tôi đến đây là hết rồi nha anh em. Thì anh em nào thích những video mà tôi làm tốt á thì nhấn like và đăng ký comment những ý tưởng của anh em dưới bên dưới nha. Ok bye bye và hẹn gặp lại anh em có video lần sau nha.